Khương xin mến chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt Face TV. Và thưa quý vị, đến với chương trình talk show đặc biệt của ngày hôm nay, Vân Khương xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một chương trình ca nhạc và trình diễn thời trang đặc biệt ở tại nhà hàng Moonlight vào thứ sáu này, ngày 25 tháng 9. Và chương trình này được mang tên là The Chrysalis Show. Và ngày hôm nay, trong chương trình, Vân Khương hân hạnh mời được nữ ca sĩ Bảo Hân và nam ca sĩ Trung Dũng đến đồng hành cùng với Vân Khương. Và đầu chương trình thì Vân Khương xin mời chị Bảo Hân cũng như anh Trung Dũng gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Bảo Hân thân ái xin kính chào quý vị đang theo dõi một chương trình rất là đặc biệt của đài truyền hình Việt Face TV. Bảo Hân xin chào Vân Khương. Dạ, so chào chị. Nice to meet you. How are you, Trung? Lời đầu tiên, Trung Dũng cũng xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến với tất cả quý vị đang theo dõi đài Việt Face TV. Chào Vân Khương và chào chị Bảo Hân yêu quý của em. Vâng, thật sự ra ngày hôm nay khi mà Vân Khương được biết là sẽ làm chương trình này cùng với chị Bảo Hân và anh Trung Dũng, Vân Khương cảm thấy rất là hân hạnh và rất là hồi hộp nữa. Tại vì lúc trước Vân Khương có xem những cái tác phẩm của anh Trung Dũng cũng như là những cái bài nhạc phẩm của chị Bảo Hân. Và bài đầu tiên mà Vân Khương xem đó là Một Kiếp Phong Ba. Và lúc đó thì thật sự ra thì chị Bảo Hân cho Vân Khương một cái tâm trạng rất là bồi hồi, không biết như thế nào nữa. Tại vì lúc đó chị đẹp trai quá. Không, mà nói tới cái bài đó, yeah. Trung Dũng cũng rất là ấn tượng. Dạ, yeah, nhưng mà đẹp trai, ok, that's it. Và nhớ là cái cảnh say say xinh xinh. Chị không hiểu tại sao mà vì lý do đặc biệt mà Trung tâm Thúy Nga hồi đó cho chị cái cơ hội để đóng vai đàn ông rất là nhiều. Mà, yeah, but I enjoyed it. Hồi đó chị rất là mê. Tại vì chị được đóng mấy cái bài đó cho chị được đó một cái như là cái bài học, một cái challenge, let's say. Dạ, yeah. Và thật sự ra thì những cái bài hát sau này mà khi mà Vân Khương theo dõi thì những bài khác thì chị Vân Khương thấy là chị rất là đẹp theo cái nét khác, không có phải là đẹp trai như lúc trước nữa. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà biết là chị sẽ là tham gia chương trình The Chrysalis thì Vân Khương cũng rất là cảm thấy là muốn xem cái chương trình này. Như vậy thì ngày hôm nay trong chương trình, chị Bảo Hân cùng với anh Trung Dũng có thể bật mí sơ là chương trình này có những gì đặc biệt và hấp dẫn. Tại vì Vân Khương nghe nói là chương trình này rất là hay á. Cái này chắc Bảo Hân phải cho Vâng, trước đầu tiên thì Trung Dũng cũng xin muốn giải thích một chút xíu về cái tên Chrysalis. Chrysalis nghĩa là gì? Có nghĩa là một sự biến hóa từ con nhộng, một sự đi đến trở thành một cái đẹp là con bướm. Cho nên cái show này hoàn toàn những các model và những người mà giả thần tượng từ những người nổi tiếng trong nước và ngoài nước đều là những chàng trai. Đều là những chàng trai. Thì sau khi đó vừa có fashion show thì trong fashion show gồm có nhà designer Calvin Hiệp và Jackie Tài, và gồm có những bộ collection của tự người model để góp cho chương trình. Và sau khi đó gồm có những special appearance của nữ ca sĩ Bảo Hân và Trúc Lam, Trúc Linh, gồm đó có nam ca sĩ Leon Vũ và MC chung với anh Hoài Tâm. Vâng, như vậy thì cái điểm chính của cái show The Chrysalis là giống như là những cái con nhộng mà hoa bướm. Nghĩa là những nhà thiết kế thời trang cũng như là những chàng trai, những mỹ nam hóa thành những cô gái rất là đẹp. Hồi nãy thì Vân Khương đã nói là khi mà Vân Khương xem bài hát Một Kiếp Phong Ba thì Vân Khương cảm thấy là rất là ấn tượng với cái thay đổi hình tượng của chị Bảo Hân. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chị giới thiệu đến một cái show với quý vị khán thính giả là The Chrysalis Show, và cái concept nó cũng tương tự như vậy nhưng mà nó hơi khác một chút, nó hơi đối lập một chút, là những mỹ nam lại trở thành những mỹ nữ. Wow. Tại vì Vân Khương biết không, tại vì cái show này nó dành đặc biệt cho những giống như là những như Trung Dũng là nhà make up, làm make up, anh Hiệp là nhà designer, rồi Jackie Tài cũng là designer, những anh em mà yêu nghệ thuật. Trong khi đó thì còn có Nathan Thái Ly là photographer, toàn là những người yêu nghệ thuật đến chung với nhau chia sẻ những cái đam mê, và sau khi đó hợp tác chung với một producer của Runway Entertainment đã làm nên cái show Chrysalis. Hồi lần này là lần thứ hai làm show Chrysalis trong năm, thì lần đầu tiên cũng vậy, mỗi lần làm show Chrysalis thì cũng chọn một cái charity, một cái hội từ thiện để mà có thể dành những cái tiền mà gây quỹ được sẽ đóng góp một phần nào đó cho hiệp hội từ thiện mà show đã đem đến cho cái orphanage đó. Vâng, ngoài việc là đây là một cái show rất là hấp dẫn, ly kỳ và những cái tình tiết rất là làm cho người ta phải dùng một
chữ là rất là kích thích nữa. Tại vì Vân Khương cũng đang rất là chờ đợi là Vân Khương sẽ được ngắm những mỹ nam chuyển thành mỹ nữ, và chẳng những vậy mà còn mặc những cái bộ dạ hội và những cái áo dài được thiết kế từ những nhà designer nổi tiếng và đi trên sàn diễn thời trang. Tại vì Vân Khương biết là đi trên sàn diễn là rất là khó. Đi giày cao gót rồi xong rồi phải đi uyển chuyển rồi mặc cái áo dài hoặc là mặc cái đầm dạ hội đến đến trước mọi người là phải xoay một cái, phải bước như thế nào rất là khó. Nhưng mà những người này là không phải là những người mà mang giày cao gót thường ngày. Nhưng mà Vân Khương được biết là họ làm rất là thành công trong vai trò là nhiều lúc bọn Hân còn thấy rằng là mẫu. Mấy người đó còn đi giỏi hơn mấy người phụ nữ nữa. Đúng rồi. nhiều hơn bọn Hân nhiều. Thì trong show thì sẽ có những người rất là chuyên nghiệp và sẽ có những người đây là lần đầu tiên mang giày cao gót đi trên sàn catwalk, nhưng mà cũng dòng vất vả cũng mấy tuần lễ rồi để mà tập cho cái show này. Thì show này gồm có những cái tiết mục rất là đặc biệt, chẳng hạn như tiết mục của nữ ca sĩ Bảo Hân. Và sẽ có một người trong nhóm model đó là sẽ impersonate, có nghĩa là sẽ hóa thành nữ ca sĩ Bảo Hân và sẽ hát. Bảo Hân thì cũng được xem sơ cái phần mà cái người đó tập dượt nhảy, thì Bảo Hân phải công nhận rằng là tội nghiệp người đó vô cùng. Tại vì phải mang giày cao mà nhảy như y chang như Bảo Hân, thì Bảo Hân thấy cái đó là rất là chuyện thôi. Mà hình như là Dũng là cái người choreographer. Thì anh này có rất là nhiều tài nha em. Đúng rồi, vừa hát nha, vừa make up nha, vừa design mà còn choreographer nữa. Anh nhảy Dũng nhảy rất là hay. Không, tại vì Dũng biết Dũng rất là thích chi tiết, nhưng mà hãy mà quan sát chị Bảo Hân để mà lấy ra những cái động tác mình nhìn vô lá ồn đó là Bảo Hân, thì cái đó là một cái hóa trình. Nhưng mà hãy mà ngồi lại mà coi những cái động tác của chị Bảo Hân thì cái đó cũng rất là dễ đó. Cũng rất là dễ, cũng biết rồi. Vậy thì lần sau thì Dũng làm dùm cho chị. Ok. Như vậy là Hân làm dùm cho Dũng. Như vậy là không chỉ là hóa thân từ cái cách trang điểm, make up và cái ngoại hình bên ngoài, nhưng mà phải hóa thân từ cái cách trình diễn nhất là nhất luôn. Nhất là cái mặt. Cái nét mặt. Cái diễn xuất trên mặt và từ cái động tác, từ cái cách hát, từ cái cách từ cái uyển chuyển nho nhỏ thôi, nó cũng rất là quan trọng. Dạ, như vậy thì nếu mà anh hóa thân thành chị Bảo Hân rồi chị Bảo Hân lại xuất hiện trên sân khấu thì anh có nghĩ là người ta có bị bất ngờ và có nhận ra người nào là Bảo Hân thiệt không? Thật sự mà nói thì hồi năm ngoái thì Dũng giả Thu Phương. Năm nay hãy mà giải Bảo Hân nữa thì chắc không được nữa rồi. Tại vì đối với cái thân hình của Trung Dũng với lại những ca sĩ thì chắc nó khác hoàn toàn rồi. Hồi trước Bảo Hân có hỏi anh Hiệp rằng là cái người mà coi như là giả Bảo Hân thì người đó sao vậy anh, cái tướng sao? Anh Hiệp nói rằng là y chang giống em. Okay. Nhưng mà bất ngờ quá. Tội nghiệp, sợ tội nghiệp lắm. Khi mà chị gặp cái người mà thật sự là sẽ giả và chị trong cái show đó thì chị cũng hơi bất ngờ phải không ạ? Nhưng mà Vân Khương cũng rất là chờ đợi xem là cái người đó sẽ giả chị giống như thế nào. Thì chúng ta cũng tin tưởng vào cái tài của những người mà làm nghệ thuật và những nhà thiết kế cũng như là chuyên gia trang điểm sẽ chuyển hóa cái người model trở thành một cái ca sĩ nổi tiếng mà chúng ta đều thần tượng thôi. Thế nhưng mà cái show này đó thì Vân Khương thấy là ngoài ra, ngoài cái sự hấp dẫn và ngoạn mục ra, thì Vân Khương thấy là nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, như là anh Trung Dũng đã nhắc, đó là những cái lợi tức mà thu được cái show này hoặc là tiền bán vé sẽ được donate cho một cái trại trẻ mồ côi, có phải không ạ? Dạ đúng, trại trẻ mồ côi nó gọi là mái ấm hoa hồng. Rất là đang cần sự giúp đỡ của quý vị. Thì kỳ này Chrysalis và Runway Entertainment làm show Chrysalis này để lấy những cái lợi tích của show, và sẽ tháng 10 này producer sẽ đích thân đem về Việt Nam để mà giúp đỡ cái hiệp hội này trong kỳ sắp tới. Vân Khương cảm thấy đây là một cái chương trình rất là hay, rất là đặc biệt, cái concept rất là lạ, mà ngoài ra lại có một cái ý nghĩa rất là hay, tại vì tất cả các anh em nghệ sĩ đều cùng nhau luyện tập hăng say để mà chuẩn bị cho một cái show như thế này, cũng như là những nhà thiết kế phải bỏ rất là nhiều work ra chỉ mà để cùng nhau tạo nên một cái hành động tốt, đó là donate cho cái trại. Thì thực sự mà nói thì đây là cũng vì đam mê. Từ đam mê nó ra nảy lên rất là nhiều ý kiến. Thì chẳng hạn Dũng đã nói rồi, trong suốt 3 tháng trời ròng rã là từ mình kiếm chỗ để mà mình làm show, mình làm người poster, mình làm người design, hay là để mà bỏ lên một cái concept như vậy, thì tất cả các anh em phải ngồi xuống hầu như mỗi 2 tuần cách nhau. Và vừa rồi, trong khoảng 2 tuần vừa rồi, hầu như 1 tuần là 2-3 bữa để mà tập
có nhiều khi hồi hôm qua Trung Dũng với anh Cao Minh Hiệp và Nathan Thái Lê và Jackie Tạo thức tới 3-4 giờ sáng để mà làm từ những cái detail cho bộ đồ để mà tại vì cái show này là lần thứ nhì mà Chrysalis đến với tại quận Cam là vì cũng đã được nhiều rất là nhiều feedback của tất cả khán giả, thì vì cái show năm hồi năm ngoái thì năm nay trở lại với Chrysalis thì Trung Dũng với lại nguyên cái whole production muốn đem một cái gì nó còn mới mà mới hơn chút xíu nữa, đẹp hơn, hoành tráng hơn, hơn. Và năm ngoái thì theo Vân Khiêm được biết là cái show rất là thành công với những cái màn trình diễn của những nghệ sĩ cũng như là cái concept của show rất là mới, và năm nay thì Vân Khiêm tin chắc là những cái bộ sưu tập nó càng mới mẻ và càng đẹp hơn nữa, cũng như là năm ngoái khi mà lần đầu tiên mình làm đã hay rồi nhưng mà lần thứ hai khi mà làm thì mình có kinh nghiệm hơn. Đúng rồi, có kinh nghiệm hơn mà cũng nhiều pressure hơn, coi như là cũng phải chịu khó phải làm sao để cho nó có thể hay hơn như vậy. Thì trước khi mà show bắt đầu thứ sáu thì anh Trung Dũng cũng như là chị Bảo Hân có thể chia sẻ với quý vị khán giả một số tiết mục rất là hấp dẫn ở trong show. Chị Bảo Hân sẽ trình bày bài gì hoặc là anh Trung Dũng sẽ làm tiết mục gì không ạ? Trả lời câu hỏi này thì quá dễ ha. Nhưng mà tại vì Bảo Hân muốn quý vị tới để ủng hộ ban tổ chức cũng giống như là phụ giúp mấy đứa em thì Bảo Hân sẽ không nói. Bảo Hân cái này sẽ để một cái bí mật cho quý vị tới để còn biết rằng Bảo Hân sẽ trình diễn bài nào. Vâng. Còn anh Trung Dũng, có muốn bật mí hay không? Nói chung rằng là thì chủ đề năm nay là The Beauty of the Orient, có nghĩa là nét đẹp Á Đông. Nét đẹp Á Đông thì Trung Dũng sẽ là một trong những cái nét đẹp đó. Như vậy là anh sẽ mặc áo dài phải không ạ? Thì nói chung là mình đại diện cho một nước. Thôi nói đại khái nôm na là vậy đi, hả mà quý vị muốn biết thì cứ đến show để mà check out. Tại vì kiểu này nói nhiều quá rồi, nó quá nhiều không này. Nói chung thực sự cái màn của Trung Dũng đã đầu tư rất là nhiều, là vừa có chỉ có 7 phút thôi mà trong khi đó là vừa có backup dancers, 6 có backup dancer, là vừa có prop rồi anh Kevin Hiệp giúp Trung Dũng làm đồ costume, mình nhìn vô giống như là phim vậy đó, bực biết đó là phim đó. Wow. Cho nên nó rất là hoành tráng, trong khi đó thì phải tập dợt trong khoảng thời gian rất là lâu dài. Nhưng mà hopefully quý vị đến và chỉ có thể chiêm ngưỡng thì không đúng rồi, có thể đến và theo dõi cái tiết mục của Trung Dũng và tiếng lạc của anh chị. Vân Khương cũng đang rất là chờ đợi đây, tại vì hồi nãy Vân Khương có nói là khi mà chị Bảo Hân xuất hiện với bài một Kiếp Phong Ba đó thì có nét đẹp rất là con trai, nhưng mà sau những bài khác á thì có những cái nét đẹp rất là lưu trai đi, rất là nhẹ nhàng và cũng có một cái gì đó mong manh nữa, rất là khác hoàn toàn. Tại vì Vân Khương thấy cái sự và Vân Khương thấy là cái sự hóa thân này nó rất là tài tình. Và ngày hôm nay với cái show và concept đặc biệt này thì chị Bảo Hân, Vân Khương tưởng tượng là chị sẽ hát những cái bài cũng rất là đặc biệt. Và không biết là anh Trung Dũng cùng với chị Bảo Hân có xuất hiện với lại hình ảnh của chị Bảo Hân là cầm kiếm múa hay là như thế nào hay không. Nhưng mà những cái chi tiết này thưa quý vị khán giả, nếu quý vị không đến show The Chrysalis thì quý vị sẽ không tận mắt chứng kiến và không có thể xem được những, thưởng thức được những cái màn trình diễn ngoạn mục này. Nên quý vị nhất định là phải đến The Chrysalis Show, được thực hiện ở tại nhà hàng Moonlight Banquet và tại thứ sáu này ngày 25 tháng 9. Thưa quý vị, vì chương trình có thời lượng nhất định cho nên Vân Khương phải tạm dừng chương trình tại đây, và trước khi ngưng chương trình thì Vân Khương xin mời chị Bảo Hân và anh Trung Dũng gửi một lời chia sẻ nào đó với quý vị khán giả. Dạ, thưa quý vị, Bảo Hân cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt. Thật sự cho Hân nói câu nữa như là quý vị cũng biết rằng là Bảo Hân trước 5 năm đã coi như giải nghề, không có đi hát nữa. Nhưng mà tại vì đây là một cái show rất là đặc biệt, mà đặc biệt là anh Kevin Hiệp là coi như là anh hai của Bảo Hân. Thì cho nên là anh Hiệp có hỏi Bảo Hân muốn hát không thì Bảo Hân phải nhận ngay, tại vì Bảo Hân biết rằng là ban tổ chức làm việc rất là cực mà đã bỏ bao nhiêu thời gian để xây dựng công ký chương trình đặc biệt này, thì Bảo Hân cũng hy vọng rằng là quý vị sẽ tới thứ sáu rất là đông để ủng hộ ban tổ chức mà cũng như là mấy đứa trẻ em ở bên Việt Nam. Và Trung Dũng cũng xin cảm ơn Vân Khương và chị Bảo Hân đã dành thời gian và đến với show và đã cho tụi em một cơ hội để có thể cho tất cả quý vị khán giả biết được đến Chrysalis là gì. Và Trung Dũng cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và mong quý vị khán giả sẽ đến và ủng hộ cho show thứ sáu kỳ này tại Moonlight Banquet vào 7 giờ tối. Và mọi liên lạc xin quý vị có thể gọi cho Cao Vinh Hiệp vào 714-715-8947.
Vâng, thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại là 714-715-8947. Vân Khương hy vọng rằng mọi người và tất cả các quý vị khán giả sẽ nhìn thấy cái sự đặc biệt của show The Chrysalis và cũng rất ủng hộ cái hành động rất là cao đẹp của các anh chị nghệ sĩ là cùng nhau thực hiện lên một cái show này, ủng hộ những tinh thần của những người nghệ sĩ yêu nghệ thuật và yêu những cái gì, những nét đẹp Á Đông, và giống như là cho những cái người yêu nghệ thuật một cơ hội như là một con nhộng biến thành bướm bướm vậy. Và thưa quý vị, chương trình đến đây là tạm ngưng. Vân Khương hy vọng là sẽ gặp lại quý vị ở tại The Chrysalis Show. Vân Khương xin chào.